Rồi kính Mai Dảo Bình Lợi xin kính chào các cô chú anh chị đam mê mai vàng nha. Này có giao lưu với mấy anh chị 6 cây mai phôi. Thì 6 cây mai phôi này vàng chi khá là ok nha. Để cũng rất là ok nha. Để chia rất là đều. Cái cây này thì để nó hơi yếu. Rất ok. Thì bên đây em có 6 cây mai phôi thì hoành thân là 18 1 2 cây. Còn như hoành 20 21 nha mấy anh chị, 4 cây hoành 20 21 6 cây này. Thì em giao lưu với mấy anh chị 6 cây mai phôi này thì giá là 2.500.000 bao ship cho mình tới tận nhà luôn. Tính ra là hơn 400.000 cây, 400 chưa tới 420.000 nữa nha mấy anh chị, làm bao ship cho tôi mình tới tận nhà luôn, về chỉ để trồng thôi. Mấy cây này thì giờ rất là mạnh cây nha mấy anh chị, lá già không xử lý bông tết nha. Rồi cô chú anh chị mình ai thích thì cứ liên hệ nha. Đây đồ 6 cây quá đẹp luôn nha mấy anh chị. Bông thì 5 đến 12 cánh mai dảo Thủ Đức nha mấy anh chị. Rồi cô chú anh chị mình ai có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Rồi thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị luôn.